Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số kia 5 kênh chấm mắt đỏ cho con với vừa tách ngày hôm nay và con đã quét kèo lại rồi. Và 5 kênh chấm mắt đỏ này á, thì bên cửa hàng bên con là không có nhiều hàng cô chú. Tại vì 5 kênh chấm mắt đỏ này thì lâu lâu mới có một lô hàng như vậy thôi. Và 5 kênh chấm mắt đỏ thì bên cửa hàng bên con rất là ít xuất ra thị trường nên nó không có hàng nhiều nha cô chú. Mặt hoa của nó rất là chuẩn nè, 5 kênh chấm mắt đỏ. Và giá tiền ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán đồng giá là 400 ngàn một sen. Thì bên cửa hàng bên con sẽ đo sen và tính tiền để cho cô chú mình về sưu tầm. Tất cả các cây bên con đều ra xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Đây là 5 cánh trắng mắt đỏ, mặt hoa là mặt hoa chuẩn như hình à, rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyên Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là 5 cánh trắng mắt đỏ. Và từ đây thì bên cửa hàng bên con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của 5 cánh trắng mắt đỏ ngày hôm nay nha cô chú. Rất là đẹp. Và đây là cái kia 5 cánh trắng mắt đỏ ngày hôm nay nha cô chú. Và cái dòng 5 cánh trắng mắt đỏ này là thân nó không có sạch cô chú. Thân của nó lúc nào nó cũng đốm đốm như vậy nè. Nhưng mà hoa là hoa 5 cánh trắng nha cô chú. 5 cánh trắng tinh luôn, 5 cánh trắng mắt đỏ. Cây là cây như hình. Thấy chưa? Đang đi ngọt phà luôn cô chú và nhìn thân nó mơn mởn rất là đã. Mình về mình trồng lại nó sẽ rất là mau phát triển nha cô chú. Đây là 5 cánh trắng mắt đỏ. Và khi nếu mà gỡ hàng đi thì con sẽ lấy vớn kẹp lại để cho cây mình đỡ mất sức nha cô chú. Đây là 5 cánh trắng mắt đỏ nè, mắt ngủ đầy đủ nha cô chú. Đã bám rễ rất là khỏe luôn, mắt ngủ đầy đủ, không bị chọt rễ. Và giá tiền ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán cái kia mã số 1 này để con lấy thước con đo thực tế cho cô chú mình xem, mình sưu tầm luôn. Và kích thước cây này thì bên cửa hàng bên con đang đo chuẩn là 18 cm nè cô chú. Kích thước chuẩn là 18 cm. Cô chú mình thấy chưa? 18 cm. Và kia mã số 1 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đã bán ra với giá tiền là 7,2 triệu nha cô chú. Đây là kia 5 cánh trắng mắt đỏ 18 cm mà nhân cho 400 nó sẽ ra là 7,2 triệu đó cô chú. Đây là 5 cánh trắng mắt đỏ. Và bên 5 cánh trắng mắt đỏ thì bên hàng bên con không có xuất hàng ra nhiều nha cô chú. Chỉ có tầm lâu lâu có một vài kỳ thôi. Đã xuống rễ rất là khỏe, đảm bảo là chuẩn hoa như hình nha cô chú. 5 cánh trắng mắt đỏ. Và mã số là mã số 1. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 7,2 triệu cho mã số 1, 5 cánh trắng mắt đỏ. Và cái kia này thì nó vẫn còn đang đi ngọn nè cô chú. Do cây này nó đang đi ngọn mà con mới tách ra nên nó hơi bị mất sức một tí. Mình về thì mình trồng lại, mình tưới nước tầm khoảng 2-3 ngày thì nó sẽ trở lại bình thường nha cô chú. Và kích thước của cái kia 5 cánh trắng mắt đỏ mã số 2 ngày hôm nay á, thì bên cửa hàng bên con đang đo được chính xác là 14 cm nha cô chú. Có thể là nó hơn nhưng mà con chỉ tính 14 cm thôi. Tại vì thân của nó cong nó, cô thấy chưa. Kích thước là 14 cm. Và giá tiền của kia 5 cánh trắng mắt đỏ mã số là mã số 2 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 5,6 triệu nha cô chú. Mã số là mã số 2, giá là 5,6 triệu. Đó, rất là lực. 5 cánh trắng mắt đỏ nha cô chú, mã số là mã số 2, giá tiền là 5,6 triệu. Kích thước là 14 cm, mã số 2, giá 5,6 triệu. Đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Và đang lên thêm một mầm nữa nè. Mầm này rất là sáng đó. Chuẩn bị sẽ bật một gốc lên nha cô chú. Nó chuẩn bị bật thêm một mầm nữa đó. Là đang có một mầm đã nhú lên rồi. 5 cánh trắng mắt đỏ rốc. Cái này đang chuẩn bị sẽ bật một gốc lên. Rất là lực. Mã số của nó đó là mã số 2, giá tiền là 5,6 triệu. Tiếp tục đây là cái kia 5 cánh trắng mắt đỏ mã số là mã số 3 nha cô chú. Và giá tiền của kia này thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang đo được chuẩn luôn. 11 cm nha cô chú, kích thước chuẩn là 11 cm. Đây là cây 5 cánh trắng mắt đỏ, kích thước là 11 cm. Và giá tiền của kia này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 4,4 triệu nha cô chú. Giá tiền là 4,4 triệu, kích thước là 11 cm. Nếu mà để thẳng là được 12 cm, nhưng mà con tính 11 cm thôi. 5 cánh trắng mắt đỏ đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú. Chỉ có một vài kia để xuất ra cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. 5 cánh trắng mắt đỏ, mã số là mã số 3, giá tiền của nó là 4,4 triệu. 5 cánh trắng mắt đỏ nha cô chú, giá tiền là 4,4 triệu. Mã số của nó đó là mã số 3, 4,4 triệu. Và ngày hôm nay từ bên hàng bên con đang có 3 kỳ và đã xuống rễ rất là khỏe. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là cây 5 cánh trắng mắt đỏ nha cô chú. Mặt hoa là mặt hoa chuẩn như hình. 5 cánh trắng mắt đỏ.